Phung Phước thịnh đoạt Á Vương năm Mr. Tourism World 2022. Phung Phước thịnh, quê Kiên Giang, giành ngôi Á Vương năm trong chung kết Nam Vương Du lịch Thế giới 2022, tối ngày 4 tháng 2. Phung Phước thịnh cho biết dù có chút tiếc nuối khi không đạt ngôi vị cao nhất, anh hài lòng với kết quả. Thời khắc được xướng tên ở vị trí Á Vương năm, anh nói mình rơm rớm nước mắt vì xúc động. Sự xúc động của anh đến từ sự hạnh phúc với kết quả đạt được sau chuỗi ngày tập luyện vất vả và căng thẳng. Tôi may mắn được tiếp thêm năng lượng từ sự cổ vũ của khán giả ở quê nhà và bạn bè khắp thế giới. Danh hiệu Á Vương sẽ giúp tôi có trách nhiệm nhiều hơn nữa với những hoạt động cộng đồng và xã hội trong thời gian tới. Phung Phước thịnh nói, Nam Vương của cuộc thi là thí sinh Uruguay. Danh hiệu Á Vương 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các thí sinh Brazil, Thái Lan, Cộng hòa Dominica, Hy Lạp. Chung kết Mr. Tourism World 2022 diễn ra tại sân khấu ở thành phố Cabantun. 30 thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi trang phục dân tộc, đồ bơi, suýt. Phung Phước thịnh giữ phong độ tốt trong từng phần thi, lần lượt được xướng tên vào top 17, top 5. Ở phần thi ứng xử, Phung Phước thịnh cho biết đam mê du lịch từ nhỏ. Khi lớn lên, khao khát được đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam trỗi dậy trong anh. Anh đã mở một công ty du lịch được 5 năm để thực hiện ước mơ. Việc tham gia cuộc thi không chỉ để tôi quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam mà còn góp phần vào sự phát triển chung của du lịch thế giới. Dịch Covid-19 đã khiến ngành chững lại và đây là thời điểm để chúng ta vực dậy, phát triển với nhiều tiềm năng, anh nói. Á Vương năm hy vọng mỗi thí sinh sẽ là đại sứ để góp phần quảng bá tích cực văn hóa đất nước với quốc tế. Ngoài danh hiệu Á Vương năm, anh còn giành hai giải thưởng phụ gồm Mr. Friendship, Nam Vương Hữu Nghị và Best Talent, Tài Năng. Phung Phước thịnh có hơn 3 tháng rèn luyện kỹ năng, hình thể cùng các chuyên gia. Anh tham gia nhiều buổi chụp hình, thuyết trình bằng tiếng Anh trước đám đông. Nam Vương quê Kiên Giang cho biết anh được ekip chuẩn bị trang phục theo concept ban tổ chức đưa ra. Trước chung kết, anh được nhiều chuyên trang sắc đẹp như Glamour Universe, Miss Solo, Men Pageanty dự đoán trở thành Á Vương của cuộc thi. Phung Phước thịnh sinh năm 1996, nặng 72kg, số đo 3 vòng 105-77-102cm. Anh hiện là người mẫu tự do, nhà sáng lập một công ty về du lịch sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng làm giám khảo Hoa hậu du lịch đồng bằng sông Cửu Long 2022, Hoa khôi HUFLIT 2022. Mr. Tourism World là cuộc thi cho các quý ông, được tổ chức thường niên tại Philippines. Việt Nam từng có hai thí sinh tham dự là Phạm Xuân Hiển 2016 và Trần Mạnh Kiên 2017, nhưng không đạt thành tích cao.